chào các bạn, mình là Linh đây. Ôi, hôm nay lại gặp anh em hơi muộn rồi. Nay sáng nay có một chút việc nên là ok, nhưng không sao. Thôi chúng ta sẽ đến với lại đồ to mình chơi với em. Đúng hiệp đầu tiên mình vào luôn, auto luôn đấy. Ôi rồi, cái này là gặp nhau là duyên vận mà hóa đồ to cũng là duyên vận rồi. Cái này không sai đâu. Một lần thì có thể là hiểu là đen thôi, nhưng mà nhiều lần đi ạ. Rất nhiều lần rồi mình chơi mà bên đây mỗi mình chơi. Phòng này có 16 người. Người được chọn rất là linh nhau. Ôi chà, ôi hay quá. Con đất nó làm choáng. Hay, vào thôi. Trời ơi. Ôi giời ơi, sao chết hết rồi. Mình nghe Riku bảo là anh em ạ, một cái hòm, em biết cái hòm gôn không? Hòm gôn ấy thực ra nó lại là một gọi là ngẫu nhiên một cái kho, một cái gọi là ba lô ở trong cái thằng mà nó thả hòm ấy. Bởi vì là cái hòm gôn là không phải là tự nhiên nó có, mà hầu hết là mấy thằng giàu ấy thì nó biết chúng nó sẽ có cái hòm đấy và nó thả ra cho anh em chơi. Và cái hòm đấy nó sẽ ngẫu nhiên một trong năm ba lô. Thế chứ Rika bảo vậy, nhưng mà thực sự mình thấy nó không đúng lắm. Vì có thằng ấy nó đẻ ra cực kỳ là nhiều hòm, nhiều lắm luôn ấy. Em nhớ cái ngày hôm trước không? Là ba hòm đều ba con lục legend ấy, nhưng mà hầu hết nó đều là khác nhau đúng không? Bởi vì cái khẩu lục legend ấy nó có một khẩu là đúng. Nhưng mà đây có hẳn ba khẩu liền thì nó vô lý đúng không? Làm gì có chuyện mà ba khẩu lục legend liền đi vào với các anh em. Anh em mình ở đây đông vãi. Đùa. Nhìn nó sẽ xịt xanh xịt đỏ các kiểu này. Nên là cái điều đấy nó không hợp lý lắm đúng không? Theo mình là nó không hợp lý cho lắm. Úi dồi ôi hero. Ui nhìn kìa. Ui nhìn nó thích chưa. Mày chết đi. Ok, hero xuống. Ui tí nữa là chết. Chạy. Ra 40 giây được cơ mà. Ôi, RF VIP đây. RF VIP đây này. Thằng này sẽ thả hòm đây này. Ui, thằng do mày luôn. Trốn đâu. À, súng kẹo này. Ôi, thằng mẹ hero rồi. Cái map đền cổ 2 này cũng như là nó thành hero nhanh ở đây. Cái hòm gold còn chưa mất. Nếu mà mình nghĩ thực sự ra là nó không phải đâu. Nó không phải là do trong hỏi ba lô đâu. Thì có một cái nguyên tố mình nghĩ là đúng nhất là thực ra trong người thằng đấy đó, nó sẽ sở hữu một trong những cái vũ loại vũ khí đấy và nó ngẫu nhiên lên, kiểu nó ngẫu nhiên tất cả các ba lô lại chứ không phải là nó cùng hẳn một ba lô. Vì lục legend thì thằng ấy chẳng hạn thằng chủ có lục legend đúng không, thì anh em nhặt khoảng tầm 3-4 cái hòm đi sẽ có xác suất đấy là khá là nhỏ thôi. Hai hòm, mấy cái hòm còn lại nó đều có lục legend nhưng mà vũ khí chính nó sẽ khác, kiểu nó thay đổi ấy, kiểu thế. Rồi ba hòm liền. Úi dồi. Úi đây à, em sẽ có khả năng chém lướt như này. Đấy à, ui cả hai cầu có chém lướt đây. Được thế nhỉ. Nó trốn đi anh em ơi. Sao nhìn chúng nó kinh thế. Úi dồi chết luôn. Úi dồi double kill. Đó. Ôi máy quá đồ to nó AFK rồi. Úi dồi đầu đất này. Ê này bạn ơi. Mày nó tan vào đi mình bạn ơi. Cứu. Cái đít nhỏ bé của mình. Ui cho chuồng. Mẹ chuồng chó thất thủ rồi. Ui rồi. Ui. Cứu. Thôi nó trốn đây bạn ơi. Nó đây này. Ui giời ơi mẹ. Thằng cu này nó trốn đây này. Trốn. Ủa mình nhịn nó lâu lắm rồi chứ. Mẹ nó. Khó quá. Ui thằng này nó ở trên này luôn đây. Đùa. No. Mình không có xu gì chặn được. Ui. À. Cứu. À. Không chạy nổi nó đông quá mẹ. Tính ra mà nói trong cái khơi đền cổ này chẳng có gì chỗ nào là an toàn cả anh em ạ. Chuồng chó còn bao nhiêu một chỗ thủ như thế kia còn chết được. Có nơ này. Ui xóa nòng đôi. À đủ. Xóa nòng đôi ở đền cổ này thì nó lại hợp lý quá. Đều có hòm anh em ơi. Này. Ôi, báo vương kiếm à. Này đi vào đây bạn ơi. Hồi anh nghe đồng dâm. Thằng này nó nhảy hai bước này. Ê, cho mình mượn khỏi đấy. Đu, bạn ấy cho quả mượn đó. Quả súng mới hit bên đích nhá.
Đấy, cái này. Đấy, sơi. Được đấy, khỏi được đấy. Đây là lần đầu tiên mình cầm cái khỏa súng gọi là cái gì đó. Khổ có SMG dịch chuyển này mà nó nhiều đạn như này. Hồi hộp á. Đứng đây mà run thô thốt anh ạ. Chỉ sợ cái con zombie nhảy cao mà đây là toang. Đây, có thằng đang. Úi, thấy cái đó. Nó phải rốt thật đấy. Ngon, đây rồi, lên. Ở đây mình nghĩ là chơi sinh tồn là chính thôi anh em. Chứ mình không cần phải thành vua chúa gì cả. Là làm hero là vui rồi. Ui. Chạy. Bây giờ mình phải cần đánh cẩn thận thôi. Đấy, chặn đầu ngay. Đấy, né sang bên này. Đó, thế là anh em sẽ thoát được một lỗ lúc này. Bởi vì nó có giới hạn số lần dịch chuyển nên là mình tiết kiệm một chút. Rồi, thấy không? Mình lo được. Con này chăm cái chiếc quỷ chưa rồi. Úi giời. Đuổi em đi. Đấy. Ôi mình đuổi được ba lô được 6 đồng đôi em ơi. Úi lúc lên gần. Mày qua đâu không nhìn thấy mình. Vì rồi ôi cái đó là của anh hết. Anh em cứ bình từ. Cứ từ từ. Bé nào cũng có phần. Không phải vội. Hai hòm. Ui. No. Mình cứ cúp đập đá. Ôi 6 đồng đôi. Sấy. Lùi bạn ơi, lùi. Ôi, thằng này có súng sơn này. Mà đông quá mẹ. 1 mét đất mà cả chục thằng như này. Thế mà em kiểu cái máu sinh tồn nó vãi chưởng không? Úi giời ơi. Xin con đồ to nhá. 4 kill. Thấy không? 6 đồng đôi em thấy bây giờ thấy cái sức mạnh nó kinh khủng thế nào chưa? Giờ mình. Đó, con này nhảy cao này. Phải sử con nhảy cao trước. Rồi 500 máu một viên. Phê thế. Ê, phải đế thằng này. Thằng này mới gọi là thằng nguy hiểm này. Ôi sấy phê chưa. 700 máu vào đầu. Ôi hết đạn rồi. 7 kill, 8 kill, 9 kill, ui phê vãi. Này đi. Nhảy nhót này. Ui phê chưa. 11 kill anh em ơi. Đấy. Sai ơi. Của mình hết. Đầu ship. Đấy rồi, 14 kill. Ui lên kill phê vãi. Trốn. Thích thật mà. Anh biết sung sướng là gì chưa? Thôi đồng bắn ngoài đó, tối đạn lắm. Chứ đâu mình sắp hết đạn rồi này. Ui 2000 viên đạn mà mình xấy ra một lúc luôn. Ui, có quá à, shotgun không gian được. Shotgun không gian hơi bị ngon. Nó chạm zom được. Nó kéo zom lại với nhau. Ôi, được con đầu to này. Chứ thôi hết đạn rồi anh em ơi. 47 giây nữa, cố lên. Survival. Có hết đạn rồi. Final, cầm súng điện đấy chứ. Bạn ơi, bạn cho mình mượn súng bắn. Final, có súng điện cũng không có đạn cơ. Mình cũng mới hiểu vì rồi, thôi. Lên voi bây giờ xuống chó rồi nghe. Đấy, bắn điện đây. Hết mẹ điện. Khổ. Nghèo vãi. Ở đây là có nờ đây. Mình phải nhặt lại khẩu 6 đồng đôi này.